trai. Cha đã già rồi, lòng con ghi khắc đời đời ơn cha. Trời xa biển rộng bao la, làm sao sánh được tình cha muôn ngàn. Nhìn lá vàng rơi, lòng con nghẹn ngào, thương cha cả đời vất vả gian nan. Bao gian khổ cha vẫn không màng. Con nhớ ngày xưa mỗi khi chiều về, cha con nô đùa công trước nhà sau. Hàng tre khom chúc vườn rau, sợ con vấp ngã con đau. Cha ân cần nói dặn từng câu, những lời ru của cha hay mẹ ôm con vào lòng. Trời đông buốt xa, lúc ốm lúc đau một mình cha, nắng mưa dai dầu ôm con vào lòng, mắt lệ đậm sâu. Chiều xuống dần trôi mà nghe chanh lòng, lưng cha đã còng tóc đã bạc phai, thầm than sơ kiếp oán ai. Trời gieo chi nỗi đắng cay, hay chỉ là phận số an bài. Còn nhớ ngày xưa mỗi khi chiều về, cha con nô đùa công trước nhà sau. Hàng tre khom chúc vườn rau, sợ con vấp ngã con đau. Cha ân cần nói dặn từng câu, những lời ru của cha hay mẹ ôm con vào lòng. Trời đông buốt xa, lúc ốm lúc đau một mình cha, nắng mưa dai dầu ôm con vào lòng, mắt lệ đậm sâu. Chiều xuống dần trôi mà nghe chạy lòng, lưng cha đã còng tóc đã bạc phai, thầm than sơ kiếp oán ai. Trời gieo chi nỗi đắng cay, hay chỉ là phận số an bài.
thầm than do kiếp oán ai, trời gieo chi nỗi đắng cay hay chỉ là phận số an bài. Thank you.
tình nhà Hiếu cùng toàn thể nhân dân. Chúng tôi, ban chấp hành hội người cao tuổi cùng toàn thể hội viên hội người cao tuổi cùng câu lạc bộ dưỡng sinh của thôn, dưới các cụ bà của cái sở và đội dân hương của cái sở, vô cùng thương tiếc được tin ông Đặng Văn Đảo là hội viên hội người cao tuổi Việt Nam thuộc chi hội người cao tuổi thôn Thắng Lợi lâm bệnh từ trần. Thời gian dài vừa qua, ông chẳng may lâm bệnh, được gia đình con cháu chẳng quản công của hết lòng cứu chữa, được các y bác sĩ bệnh viện cao cấp Đông Tây kết hợp tận tâm điều trị. Bà con thôn xóm, thân bằng cố hữu, gần xa, hội người cao tuổi, tập thể cũng như cá nhân thường thăm hỏi động viên, mong ông chống người bệnh mang lại niềm vui cho gia đình. Nhưng căn bệnh quá hiểm nghèo đã đưa ông về cõi Vĩnh Hằng hồi 1:05 ngày 28/4/2004, tức ngày 18/3 Giáp Dần ở Giáp Thìn, thọ 57 tuổi. Ông ra đi để lại bao nỗi tiếc thương, gia đình mất trụ cột, một trụ cột chỗ dựa lớn về tinh thần, hội người cao tuổi mất một hội viên luôn tích cực quan tâm sinh hội, câu lạc bộ dưỡng sinh mất một cổ động viên luôn tích cực động viên. Kính thưa ông hồn ông Đặng Văn Đảo, đứng trước ngôi mộ ông, chúng tôi hội người cao tuổi cùng câu lạc bộ dưỡng sinh, tòa lạc các cụ bà, đội dân hương của cơ sở, tâm thành thắp nhắn hương thơm để tỏ lòng thương tiếc trong lúc người ở người đi, khói hương chân nhỏ ông lên nhất bàn, chúc ông chuẩn nhất bàn yên giấc ngày thu. Tôi đề nghị toàn thể của một phút niệm, phút một niệm bắt đầu. Người cao tuổi, kính thưa dưới các cụ bà thôn Thắng Lợi, kính thưa hội dưỡng sinh cùng tất cả các em toàn thể các cụ trong dưới hội người cao tuổi cùng có ai. Tôi lúc nằm trên giường bệnh được tất cả các cụ trong hội đã hỏi thăm và có những phần quà gửi đến cao quý để mong cho anh tôi được lành bệnh, nhưng anh tôi không qua khỏi. Nay anh tôi mất đi, lại được các cụ hội người cao tuổi, các cụ bà cùng các hội dưỡng sinh đến viếng chúng tôi thay mặt gia đình, xin chân thành cảm ơn. Đi xong lễ thành, xin mời tất cả các hội người cao tuổi, người dưỡng sinh, các cụ bà về nơi đón tiếp của gia đình chúng tôi một lần nữa, xin chân thành cảm ơn. Văn Bảo, kính thưa gia đình nhà Hiếu cùng toàn thể nhân dân, quý khách xa gần, thân bằng cố hữu với nhà Hiếu, hội chi hội nông dân thôn Thắng Lợi nghe tin ông Đặng Văn Bảo là hội viên hội nông dân thôn Thắng Lợi đã từ trần. Hôm nay tôi đứng trước linh sàng ông, đại diện cho 76 hội viên thôn Thắng Lợi, thắp một nén hương để nhớ lòng thương tiếc đối với ông. Trong thời gian ông còn khỏe mạnh, ông là một hội viên tích cực trong vừa qua. Vậy hôm nay tôi chúc ông dưới suối vàng giấc ngủ ngàn thu, để ông phục vụ cho hội viên chúng tôi được khỏe mạnh, phát đạt trên xã hội sau này. Xin kính mời một phút nhạc bắt đầu. Các đồng chí trong hội nông dân, tôi thay mặt gia đình xin thay ông anh tôi đã về với chiến tổ được chi hội đã có lòng đến kính viếng ông anh tôi. Tôi không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn. Và khi lễ đã thành, xin kính mời
trong hội người nông dân về nơi đón tiếp của gia đình. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn. Tim cha ơi cha già rồi.
những lời của cha năm xưa. Con nguyện ghi sau trăm tin, cha ơi cha già rồi yêu. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sau trăm tin. Đêm nay nghe gió lạnh, lòng còn nhớ đến cha. Như bao đêm vắng nhà, lòng luôn nhớ thương cha. Nhớ những dấu yêu thuở nào bên căn nhà ấm êm, và nhớ những đêm trăng về cha dắt con đi dạo chơi. Năm con lên 90, cùng với chiếc xe đạp xưa, cha đưa con đến trường bằng hơi ấm tình thương. Nhớ những hôm mưa lạnh, sợ con ướt dũng trên đường xa, và cha khẽ ôm con vào lòng bảo rằng sợ chi mưa gió. Trọn đời con vẫn nhớ những tháng năm tuổi thơ, con mãi không quên với biết bao nồng ấm bên cha dấu yêu. Những phút giây ngày ấy mãi vẫn còn đây, cha xa nạn ngày đêm nuôi con lớn khôn. Lòng luôn nhớ thương cha, nhớ những dấu yêu thuở nào bên căn nhà ấm êm, và nhớ những đêm trăng về cha dắt con đi dạo chơi. Năm con lên 90, cùng với chiếc xe đạp xưa, cha đưa con đến trường bằng hơi ấm tình thương. Nhớ những hôm mưa lạnh, sợ con ướt run trên đường xa, và cha khẽ ôm con vào lòng bảo rằng sợ chi mưa gió. Những tháng năm tuổi thơ, con mãi không quên với biết bao nồng ấm bên cha dấu yêu. Những phút giây ngày ấy mãi vẫn còn đây, cha xa nạn ngày đêm nuôi con lớn khôn. Cha ơi cha dấu yêu, con luôn thương nhớ cha. Cha ơi cha dấu yêu, trọn đời con vẫn nhớ những
Bảo về ăn cơm với chúng con, ba hồn bảy vía
con bảo về ăn cơm với chúng con. Ba hôm bảy phía mời cha Đặng Văn Bảo về ăn cơm với chúng con. Vọng đi ngồi đêm trôi qua, lòng vẫn nhớ hoài về cha. Bao năm nhọc nhằn gian nan, hy sinh suốt đời cho đàn con. Cha vẫn luôn dạy dỗ chúng con, sống sao nghĩa tình trước sau. Lúc con ốm đau, người đêm trắng đêm, mắt sâu thầm cuồng chăm lo. Ngày tháng thơ dài bên mái tranh nghèo đầy tình thương, nhớ hoài hình bóng cha già cho con coi ấm đêm thương đêm. Bóng cha già nay đã quá xa về cuối nẻo đời, mất cha rồi con mới hiểu không đau thương nào xót xa hơn. Thành lời ơi cha hiền, cha có hiểu, con thương cha nhiều lắm cha ơi. Lại một đêm trôi qua, lòng vẫn nhớ hoài về cha. Bao năm nhọc nhằn gian nan, hy sinh suốt đời cho đàn con. Cha vẫn luôn dạy dỗ chúng con, sống sao nghĩa tình trước sau.
lúc con ốm đau, người đêm trắng đêm mắt sâu thâm quầng chăm lo. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Mai Đình xã Thắng Lợi Thu. Làm tử Đặng Tuấn Anh, Đặng Quốc Thượng, Đặng Văn Phúc, Lưu Tử Đặng Thị Ánh, Hôn Tử Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Tuy, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Văn Tâm, cháu Triệu Tâm, Đặng Văn Tuyên, Thị Ngô Thị Hồng, Lội Tôn Đặng Thảo An, Đặng Ánh Dương, Đặng Hữu Phước, Đặng An Nhiên, Đặng Hoài An, Đặng Minh Tuệ, Đặng Ngọc Thiện, Đặng Thị Tường Vi, Đặng Giá Hân, ngoại tôn Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Thành An, cùng hợp đồng gia tam môn khuyên đắng cần thi hướng đăng đăng trà quả thực tư phẩm chỉ nghi cùng thế đồng lễ nghệ chủ giác thở.
thân phục tiểu vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy
Thank you.
Thái Sơn cao vào tầng. Ngoài tứ cương quyết mà lòng thương mến, ơn cha như đuốc cao soi trên đường, đuốc soi tâm hồn dắt con tìm hướng. Xin kính mời các quý vị đại biểu cùng quý khách gần xa, anh em, con cháu, nội ngoại, cùng toàn thể nhân dân có sự hiện diện nơi đây đứng dậy để làm lễ an táng cho ông Đặng Văn Bảo. Kính thưa hương hồn ông Đặng Văn Bảo, kính thưa gia đình nhà Hiếu, cùng quý khách gần xa, anh em, con cháu, nội ngoại, kính thưa toàn thể nhân dân, cấp ủy, chính quyền thôn Thắng Lợi nhận được tin gia đình anh Đặng Văn Tuấn Anh báo tin ông Đặng Văn Bảo sinh năm 1968 do lâm bệnh nặng đã từ trần lúc 1:05 ngày 26 tháng 4 năm 2024, tức ngày 18 tháng 3 năm 2024, hưởng thọ 57 tuổi. Về dự lễ an táng hôm nay gồm có ban tang lễ của địa phương, đại diện cho đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, mặt trận, hội, hai tòa lão các cụ cùng quý khách gần xa, anh em, con cháu, nội ngoại, cùng toàn thể nhân dân. Để tiếp theo chương trình sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Văn Lang, trưởng thôn lên làm lễ an táng cho ông Đặng Văn Bảo. Xin kính mời ông. Kính thưa hương hồn ông Đặng Văn Bảo, kính thưa gia đình tang trụ, cùng các quý khách xa gần, anh em, con cháu, nội ngoại, thân bằng, cố hữu của gia đình tang trụ. Kính thưa toàn thể nhân dân có mặt trong buổi tang lễ, chúng tôi ban tang lễ được gia đình báo tin ông Đặng Văn Bảo đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 1:05 ngày 26 tháng 4 năm 2024, tức ngày 18 tháng 3 năm Giáp Thìn, hưởng thọ 57 tuổi. Thay mặt ban tang lễ địa phương, xin được chia sẻ nỗi đau buồn thương tiếc mất mát này cùng gia đình, dòng họ và gia tộc họ Đặng. Kính thưa toàn thể nhân dân, như chúng ta đã biết, ông Đặng Văn Bảo sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân. Lúc còn nhỏ, bố mẹ nuôi ăn học. Lớn lên đến tuổi trưởng thành, ông xây dựng gia đình với bà Ngô Thị Hợp, kết duyên làm bạn đời tri kỷ. Bà xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Cuộc sống bước đầu có khó khăn vất vả, nhưng ông bà vẫn sống vui vẻ, đoàn kết xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Ông bà đã sinh được 4 người con, 3 trai 1 gái. Hiện tại các con của ông đã xây dựng gia đình, đã yên bề gia thất,
nhà cao, cửa đẹp, kinh tế phát triển. Ông được 9 cháu nội và 2 cháu ngoại. Hiện nay các cháu còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi học, cuộc sống đang thanh bình. Ông lâm bệnh hiểm nghèo, được gia đình người thân cứu chữa, đông tây y kết hợp, nhưng do bệnh nặng ông không qua khỏi. Kính thưa gia đình đang quyến, trong giờ phút đau đớn tiếc thương vô hạn, chúng ta tiện đưa ông Đặng Văn Bảo về cõi vĩnh hằng. Thay mặt ban tang lễ địa phương và toàn thể nhân dân trong thôn, chúng tôi xin chia sẻ với gia đình nỗi đau thương mất mát lớn lao này và xin hứa trước linh hồn ông, chúng tôi ban tang lễ địa phương cùng nhân dân trong thôn thi đua phát triển kinh tế, thực hành tiết kiệm, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, thôn làng văn minh. Xin kính chúc ông an giấc ngà thu, mã đẹp mồ yên, sống khôn thác thiêng, phù hộ độ trì cho gia đình và nhân dân luôn mạnh khỏe để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Trước bàn thờ khói hương bay bẻ để tỏ lòng thành kính giữa người ở lại và người ra đi, mãi mãi về nơi cõi vĩnh hằng yên giấc ngà thu. Đề nghị chúng ta hãy để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, các đồng chí đại diện cho đảng, chính quyền thôn Thắng Lợi, kính thưa ban tang lễ thôn Thắng Lợi, kính thưa các cụ công các bà trong thôn Thắng Lợi, kính thưa các ông các bà thân bằng cố hữu cũng như thông gia liên gia với chỗ gia đình tang quyến chúng tôi, kính thưa toàn thể nhân dân. Anh bảo tôi vì tuổi về bệnh nặng không qua khỏi, anh đã ra đi lúc ốm đau nằm trên giường bệnh, được đảng ủy chính quyền cùng toàn thể nhân dân trong thôn cũng như ngoài làng đến có những phần quà cao quý để cho anh tôi khỏi bệnh, nhưng bệnh hiểm khó tránh, anh tôi đã vĩnh biệt mãi mãi. Tôi đại diện cho anh đây xin có lời cảm ơn sâu sắc nhất từ tấm lòng đến các đồng chí đại diện cho đảng, chính quyền cũng như ban tang lễ cùng toàn thể quý khách xa gần của địa phương cũng như khắp mọi nơi. Sau khi đưa anh tôi về nơi xe tang để đưa anh tôi đi hỏa táng, xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu cũng như toàn thể nhân dân quý khách xa gần quay lại về nhà hiếu chúng tôi ăn một bữa cơm chia buồn với gia đình. Sau khi cũng xin phép các đồng chí trong ban tang lễ cho gia đình của anh cháu chúng tôi đưa anh tôi ra khỏi tàu danh, rồi thì cũng sập lại đâu, sống nhờ làng, chết nhờ làng, đau lại làng. Tôi xin một lần nữa chân thành cảm ơn. Thank you.
lòng ngày con càng thêm thương.
Cha con bơ vơ biết đi về đâu, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi cha bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu. Con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi giọng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, tròn đời con không còn thấy cha. Cha ơi ơi. Giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn ta. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, tròn đời con không còn thấy cha. Cha ơi cha bỏ con, tròn đời con mất cha thật rồi.
trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con cho đẹp bỏ con. Tôi xin gửi tới toàn thể ca quyến lời chia buồn sâu sắc nhất và cùng được sẻ chia nói lên nỗi niềm tiếc thương vô hạn trước linh cữu ông. Kính thưa toàn thể ca quyến có mặt tại ca trường ngày hôm nay, cho dù chúng ta vẫn biết sinh tử là quy luật đạo đời không ai tránh khỏi, nhưng trước giờ phút chia ly bệnh viện này, tất cả chúng ta đều ngọn lửa thưa thiết và từ tận đáy lòng mình chúng ta cầu chúc ơn an giấc ngàn thu, linh hồn đâu nơi cửa tuyệt được về xu tiên cảnh. Để tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước linh cứu ông, tôi xin đề nghị tất cả chúng ta kính cẩn nghiêm mình dành một phút cúi đầu tiễn biệt, phút mặc niệm bắt đầu.
Thank you.
linh hồn sẽ được thoát ra khỏi cái thân xác về đây an cư, nhờ phần ác năng của tao ở đây để sau đó sẽ nhận thông rồi hay chưa thông này, hiểu đạo cả mới thuần gần gũi, nhớ nguồn cơn gốc cội chẳng xa, tuy âm dương đôi ngả khác nhau nhưng hôm nay nhờ Phật pháp này về thật là dễ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt dọi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ. Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân, rồi tan mùa hạ. Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về trốn xa. Thấy trong ta hiện bóng con người. Chạy vòng quanh một vòng tiêu tụy, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị. Ngày xưa từng lời tà dương là lời mộ địa, từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe. Trong khi ta về lại nhớ gió hoang vu thổi buốt xuân thì ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì. Còn thơ công ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành. Người ơi đừng quên công cha như núi Thái Sơn.
mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nhớ nguồn làm con phải hiểu, em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ công ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành. Người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, phải hiểu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong